Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP, các địa phương trên địa bàn huyện Madarak đã chú trọng phát triển các sản phẩm chất lượng cao mang đặc trưng thương hiệu riêng của huyện. Trong năm 2023, huyện Madarak phấn đấu có từ 3 đến 5 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp ở thôn 5 xã Elai, huyện Madarak có 7 hectare đất. Năm 2010, gia đình ông dành gần một nửa diện tích để trồng bơ bút, bơ hass, bơ sáp và 034, trong đó chủ yếu là giống bơ 034. Nhận thấy chất lượng của sản phẩm bơ 034 trồng ở Madarak đạt chất lượng tốt, nên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã chọn sản phẩm bơ 034 của gia đình ông Hiệp là một trong những chủ thể để tham gia xét công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong năm nay. Vừa qua là cái sản phẩm của tôi đã được gọi là huyện chứng nhận cái sản phẩm sạch, thì bây giờ cũng muốn gia đình cũng muốn là được cái sản phẩm này, một thời gian tới là sẽ trên được cái sàn giao dịch và nhiều người trên cả nước biết đến cái sản phẩm sạch hữu cơ của gia đình. Xã Epin được biết đến là vùng trồng cây ăn quả nhiều nhất của huyện Madarak, nhờ lợi thế về diện tích và khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với trồng cây ăn quả nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang trồng loại cây này. Toàn xã hiện có gần 500 hectare cây ăn quả, trong đó cây có múi là một trong những loại trái cây được huyện chọn tham gia xét công nhận là sản phẩm OCOP. Chuyển đổi cây trồng từ cái cây những cái cây truyền thống như cây đậu, cây bắp, rồi đến cây mía, cây mì, thì đến cái cây ăn trái này thì nó phải nói là đột biến. Đột biến có nghĩa là nó cái thu nhập của nó tăng có thể từ 5 đến 10 lần so với các loại cây trồng khác. Thì chúng đã có cái quy hoạch cái vùng sản xuất để phát triển cái vùng cây ăn quả, tập trung cái chuyển đổi giống và khoa học kỹ thuật kết hợp với lại các cái hệ thống mà tưới tiêu tự động, hệ thống các cái máy tự động để đáp ứng với cái biến đổi khí hậu trong cái thời tiết nắng hạn. Thì có như vậy thì mới phát triển được cái vùng cây ăn quả mang tính chất bền vững và lâu dài. Với diện tích cây ăn quả trên 1.200 ha, trong đó nhãn hơn 410 ha, vải hơn 500 ha, sầu riêng bơ gần 200 ha, xoài cam quýt hơn 100 ha, huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu trong năm nay sẽ có từ 3 đến 5 sản phẩm trái cây được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Bên cạnh trái cây và các loại nông sản, huyện Madarak cũng đang tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi và phát triển cây dược liệu, từ đó phát triển các sản phẩm này để được công nhận sản phẩm.